Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2001. Như thường lệ, chúng ta sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hiện nay là chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm tứ tướng kỳ thứ 35. Cái tài liệu này nếu các vị đọc để ý thì thấy rằng các vị cũng sẽ tự thu thập được nhiều cái ý tứ nó giúp cho các vị rất là cần thiết. Hôm nay thì chúng ta học tới cái câu mà mình nghe rất là kỳ ha. Phật dạy Ca Diếp à, có khi pháp sự có một mà Như Lai nói thành ba, có khi pháp sự ba Như Lai nói thành một. Những duyên cớ ấy là cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Như tôi thí dụ hổm đó, cũng là đế, ban đầu nói tứ đế, sau đó nói tam đế, sau đó nói nhị đế, sau đó nói đệ nhất nghĩa đế, nên tin một tu học đệ nhất nghĩa đế. Thế thì là lúc nó bốn, mà lúc nó ba, lúc nó hai, lúc nó một. Và thậm chí nói là không có đế nào. Là gì á? Nhất thiết chư pháp tùng bổn Vị Lai ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, thì còn đế nào để mà nói? Nói chẳng qua là phương tiện hết, vận dụng phương tiện mà nói. Chứ còn đã nói ra được, dùng ngôn ngữ, dùng văn tự mà nói được là không đúng chân lý rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mà mọi người phải nghiệm thấy là cái ý tứ của kinh điển phải nói rằng là Đức Phật là một vị giác ngộ thật sự mới có cái trí tuệ mà nói cái kiểu như vậy nổi. Chân lý thì không thể nói được. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, người nào chứng nhập chân lý là người đó tự biết. Ca Diếp Bồ Tát thưa, như là Thế Tôn dạy, rốt ráo an vui gọi là Niết Bàn. Mà Thế Tôn, người được Niết Bàn có cần rời bỏ thân, rời bỏ tâm, rời bỏ trí không? Câu này là rất cần thiết cho Phật tử chúng ta. Nhiều người thắc mắc về vấn đề đó lắm, làm sao để có Niết Bàn? Muốn được Niết Bàn là mà phải làm gì? Phải chết rồi, tức là rời bỏ thân, phải chết rồi mới có Niết Bàn ư? Hay là rời bỏ tâm, tức là phải biến mình thành ra cái tượng gỗ, tượng đá, đừng có hiểu biết gì hết, bây giờ mình mới có Niết Bàn ư? Rời bỏ trí nghĩa là làm cho mình khùng điên, không còn cái trí phân biệt gì hết, mình mới có Niết Bàn ư? Cho nên câu này là rất là hay, chú ý để mình học câu này. Có cần như vậy không? Nếu rời bỏ thân, bỏ tâm, bỏ trí thì ai là người lãnh thọ cái vui Niết Bàn?
Kính mong Thế Tôn dạy bảo cho điều đó. Hay lắm câu đó. Học cái câu này, để ý câu này, trả lời được câu này thì mình xác định Niết Bàn một cách rõ rệt, không còn mơ hồ gì nữa hết. Phật dạy rằng này, cái giếp ví như người ăn phải độc tố, khó chịu, buồn nôn, đi ra ngoài sân mà ói, ói rồi trở vào nhà, bạn bè xúm lại hỏi thăm, anh đã lành mạnh chưa mà trở vào nhà? Người ấy đáp, tôi đã lành mạnh, thân tôi được an vui. Như Lai cũng vậy, hoàn toàn xa lìa những ưu bi trong 25 cõi, trọn vẹn được Niết Bàn an vui. Như Lai không động chuyển bởi ngoại duyên, không có cái gọi là diệt tận. Nên là không có diệt cái gì hết. Và Như Lai càng không phải là Như Lai nhập Niết Bàn là chết. Cho nên là không có cái gọi là diệt tận. Kể cả cái diệt tận phiền não vô minh cũng không có. Hỏi tại sao vậy? Là tại vì vô minh thật tánh tức Phật. Tánh mà cái thật tánh của vô minh là vô minh đâu mà có cái tánh gì ở đâu. Nó đâu có tánh gì. Mặc dù là nó biểu lộ ra về phương diện là tục đế phàm phu, là nó biểu lộ ra tham sân si mạn nghi ha, ác kiến, thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thổ giới cấm thủ, rồi phẫn hận phú não tật sang vân vân, tất cả cái đó nó biểu lộ ra những hành động đó, việc làm đó, gọi đó là vô minh. Nhưng mà cũng không có cái gì để diệt tận. Nó có cái công dụng khuấy nhiễu tâm tánh của con người, nó làm rối loạn tâm tánh của con người, nó làm cho con người đau khổ có, vui giả tạo có và đau khổ có. Nhưng mà gọi là diệt tận đó thì chẳng có cái gì để mà diệt tận. Thì cái thật tánh của vô minh đó là Phật tánh. Chuyển qua nó, mình khéo chuyển qua nó là tự nó mất. Cũng như cái bóng đèn vậy. Cái bóng đèn thì là nó có bóng vậy. Nhưng mà nếu mà cái phía bên này thì nó là cái bóng gì? Tại vì là cái bóng đèn mà thấy là có cái bóng. Thế thì thật là cái bóng đèn này mà nếu mà đem chuyển bóng đèn qua thì cái bóng kia cũng không bao giờ có ở đâu hết. Nếu mà bóng đèn mà rọi ngay trên rọi xuống thì là cái bóng hoàn toàn không có. Bởi vì nó là giả. Cái bóng đó nó là giả. Cho nên những cái đó nó không có cái thực tánh. Nó giống như là mộng vậy. Nó mê rồi thấy nó có, mà tánh thức á, thì nó không có. Nó giống như điện chớp vậy. Trời chuyển mưa, sấm sét thì có điện chớp trên trời. Nhưng mà không có chuyển mưa thì đố ai mà tìm ra cái điện đó ở đâu. Vì cái điện đó nó không có cái thực tánh. Cho nên không có cái gọi là diệt tận. Dứt hết các thọ, gọi đó là sự vui không thọ. Sự vui không thọ như vậy gọi đó là thường trụ. Cái Niết Bàn của Phật là gì? Là Phật có một cái vui, mà cái vui đó là cái vui không có thọ. Thường thường mình ở đời này đó là mình có vui chứ không phải là không có đâu. Nói rằng là biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển khổ thôi. Nói vậy không trúng. Ở trong thế gian này có cái vui chứ. Có những người người ta được thọ vui chứ. Nhưng mà cái vui đó là cái vui có thọ. Cái vui mà mình có thọ đó thì cái vui đó nó dễ mất.
Giống như là có người khách quý đến nhà mình thì người khách đó phải đi thôi. Bằng cái người khách mà bần cùng hạ tiện mà đem rắc rối tới nhà mình cũng là người khách. À mà người khách mà quý đi thì cái người khách bần cùng hạ tiện rắc rối kia họ nói. Rồi cái người khách mà rắc rối kia họ đi thì cái người khách vừa vừa họ tới. Người khách vừa vừa đi thì lại lâu lâu lại có người khách quý tới. Thế thì cái nhà đó là cái nhà không có chủ. Ai muốn vô vô, không có cửa ngõ. Thế thì khách quý tới thì là mình gọi là mình quý tộc hả? Có người quý tộc tới thăm rồi mình mừng. Rồi cái người mà bất như ý, mình không muốn tiếp, không muốn gặp mà họ vẫn tới được. Thế là mình bực bội, mình giận, mình ghét, mình xua đuổi. Rồi có khi thì cái người vừa vừa thì mình cũng ráng mà gượng gạo và tiếp đãi nói vài câu. Và khi người khách quý tới thì mình lại vui mừng. Thế thì cái nhà mình giống như là cái nhà không có cổng. Mà cái vui mừng như vậy hoặc là cái bực bội như vậy đó là khi mà tiếp đãi cái người khách quý mà bằng lòng vui vẻ đó, đó là cái vui mà cái vui có thọ. Mình thọ nhận cái vui. Cho nên là chữ thọ trong quán thọ thị khổ đó, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ là cái chữ thọ đó đó. À, mình có thọ là y như cái nhà tôi nói nãy đó, như người chủ nhà với cái nhà mà không có cổng tôi nói nãy đó. Không bao giờ có cái vui chân thật. Nó đến rồi nó đi, rồi nó sanh rồi nó diệt. Nó thay đổi đều đều như vậy. Cho nên Niết Bàn, Phật mà hưởng cái Niết Bàn đó, Đại Niết Bàn của Phật là Phật ở trong có cái vui niết của Đại Niết Bàn. Mà cái vui Đại Niết Bàn là cái vui không có thọ. Cái vui có thọ đó, thí dụ như giờ Quan Công bị bắn tên độc là thọ khổ vô cùng, đau nhức vô cùng, không đi quánh giặc được nữa. Qua Đà lại xin mổ thì Quan Công cho mổ. Mặc dù là anh hùng cái thế, cho nên mổ không cần thuốc me, thuốc teo, không cần trói vào cột. Cứ mổ, cứ cạo rột rẹt, ngồi quánh cờ vững vàng. Rồi sau đó qua đài lịch thuốc vô, thì Quan Công lại không còn bị đau nữa, không còn bị nhức nữa, mà lành lặn. Thế thì lời bây giờ không đau, không nhức, không buồn, nghĩa là được vui. Nhưng mà cái vui đó cũng là cái vui có thọ, là tại vì mình mới bị tên độc. Sau cái bị tên độc là bị mổ tên độc, vết thương chưa được lành, thì lúc đó cấm không cho đi đánh giặc, không cho giận tức, không cho la hét. Thế thì lúc đó cũng chưa được cái vui. Và tới chừng nó lành rồi đó thì cái vui đó kiên cử rất dữ, kiên nhẫn rất dữ, không đi quánh giặc để cho nó lành. Thế thì lúc lành đó là vui chứ gì. Nhưng mà cái vui đó là cái vui có thọ. Là vì mình mới bị tinh độc. Còn như mà Như Lai mình được đại bán Niết Bàn rồi á. Nhưng mà nhớ rằng là khi mà bị cái tinh độc đó mà được để thuốc lành rồi đó nha. Thì lúc bây giờ không còn thọ vui nữa. Nó trở lại một cái trạng thái bình thường của một người không bị tinh độc. Vậy thôi. Người không bị tinh độc như chúng ta đây, không ai bị tinh độc thì đâu có cái vui gì. Hiện giờ nội đây chúng ta không ai là có cái vui được lành mũi tinh độc, vì không có bị bắn tinh độc cho nên không có cái vui đó. Nhưng mà không có cái vui đó mà thật sự có vui không, mình có được cái vui đó không? Xin thưa rằng có đấy chứ, có. Nhưng mà cái vui đó là cái vui không thọ. Là vì tại mình là an nhiên, lành lặn và không có bị các cái bức bách bởi những cái mũi tinh độc kia. Cho nên bây giờ đây thật sự là mình có cái sự an vui đó, sự lành lặn trọn vẹn đó. Thế thì Niết Bàn nó cũng vậy đó. Được Niết Bàn giống như người bị tinh độc, được nhổ tinh độc, được dịch thuốc loại và hoàn toàn lành. Giống như người ở đây mà có một số vì ăn phải cái chất độc
của 25 mâm đồ ăn trong 25 cõi. Đang đau bụng, người đau bụng, người say sẩm, người buồn nôn, ha, người thì rũ rượi tay chân vân vân. Nhưng mà trong đây có người biết cách ói, ói ra hết chất độc đó, xong rồi trở vào trong cái nhà này thì cũng người đó cũng ngồi chỗ cũ đó mà không có cái chứng bệnh nào hết. Một sự an lành giống như sự an lành của người không hề có bị trúng độc. Thế thì cái niết bàn là vậy thôi. Niết bàn là vậy thôi, chứ không có cái gì lạ đó hết. Không phải đợi chết rồi mới có niết bàn. Không phải bay cao trên cái thế giới nào đó mới có niết bàn. Không cần chạy xa về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc nào đó mới có niết bàn. Không có. À, cho nên mình học cái này mình để ý là, cho nên là các bậc tiền bối người ta mới nói cho mình một câu là thân tại hải trung hư bích thủy đó, có nghĩa là mình đang ở trong cái biển nước mát, trong biển niết bàn đấy. Nếu khát nước thì cứ hả miệng ra mà uống thôi. Nhất thành lãnh thượng mạc tầm sơn đó, mình là người thích núi chứ gì, mình đi dạo núi mà mình phải biết rằng mình đang đứng trên núi, đừng bao giờ đứng núi này trong núi nọ, đứng núi này trong núi nọ, không thấy được cái đẹp của núi đâu. Đó, cho nên là cái người được niết bàn là cái người mà thọ dụng được những cái vui không có thọ. Tất cả chúng ta là những người không có bệnh hoạn nên chúng ta có cái vui chứ, cái vui không thọ đó chứ. Tại mình không để ý. Mình không để ý một cách nghĩa là rất là đáng tội nghiệp, cũng như là con mắt của mình đây nè, nó còn tỏ thì nó quý vô cùng đấy chứ. Nhưng mà đời nào có ai nói ồ tôi cảm ơn con mắt tôi quá, tôi quý con mắt tôi quá đâu. Bởi vì họ được cái vui không thọ, thành ra họ không thấy cái giá trị của cái vui không thọ đó. Cái quý giá mà họ thọ mà họ không thấy họ thọ, cho nên họ không biết cái quý giá đó. Tới lúc nào đó mà lỡ một duyên cớ nào đó mà con mắt mình bị mù, bị lờ rồi đó, thậm chí là nó đuôi luôn đó, thì lúc bây giờ hồi tưởng lại mới nhớ rằng ú chú cha ơi, cái giá trị của con mắt tỏ thì vô cùng khó kiếm và quý báu vô cùng. Bây giờ khi mà nó mù toàn diện, nghe là hoàn toàn mù rồi đó, thì nó cực biết là bao nhiêu. Mà từ cái cực biết bao nhiêu chịu không nổi ha, bực bội vô cùng rồi mới nhớ lại là cái con mắt còn tỏ, mắt sáng, mắt trong sáng tốt lành, nó quý vô cùng vô cả. Còn bình thường cái lúc có mấy mươi năm trời mà không hề thấy quý con mắt mình là quý. Thế thì là chúng ta là đang có cái vui không thọ đây chứ. À, nhưng mà cũng ít ai để ý lắm. Rồi để chừng nào mà có những cái khổ ghê gớm ha, rồi vượt ra được cái khổ ghê gớm đó mới gọi là thấy cái vui. Chứ kỳ thật là bình thường là chúng ta là đã có cái vui đó chứ, mà mình không thấy quý nó. Tiến lên một bậc nữa là cái vui của niết bàn, là hễ hết không có vô minh phiền não ha, chứ không gọi là diệt nha. Học kinh Đại Thừa là phiền não vô minh không có cái gọi là diệt. Hết vô minh phiền não thì có niết bàn, là đạt đến cái cảnh giới mà thừa hưởng, gọi là thừa hưởng chứ kỳ thật không có hưởng mà gọi là hưởng vậy thôi, thừa hưởng được cái vui không thọ, tức là đại niết bàn. Chỗ này là cái chỗ mà phải để ý mới thấy, mới nghe được, mới hiểu được. Học kinh Đại Thừa nói tới phiền não vô minh nó không có cái từ gọi là diệt nữa, không có gọi là diệt tận, không có. Vì cái thật tánh của phiền não vô minh không hề có, thì lấy cái gì mà diệt. Nhưng mà học kinh Tiểu Thừa đó, Bán Tự Giáo đó, thì giới định huệ nó diệt tham sân si, à, người ta có thể nói vậy. Văn tư tu nó thành tựu tam ma đề ha. Văn tự tu thì được nhập tam ma đề, người nào có văn, có tư, có tu
người đó có thể nhập được chánh định, nhập được tam muội. Còn người nào có tu giới, tu định, tu huệ thì sẽ diệt được tham sân si. Đó là giáo lý, không phải là liễu nghĩa thượng thừa đâu đó. Đành rằng câu đó không phải là câu bậy, có giá trị, nhưng mà có giá trị với cái người mà đang học bán tự giáo tiểu thừa. Còn mà học giáo lý là liễu nghĩa thượng thừa thì nói rằng là giới định huệ là diệt tham sân si là không đúng. Tham sân si anh lấy cái gì anh diệt được? Nó không có hình bóng, anh giật cái gì? Cái người mà bị con mắt rồi bệnh về đây rồi thấy bầy rùi bay bay trước vậy rồi đập về đây, đập rùi, đập sao cho chết rùi được. Vậy con mắt bệnh thấy sao chỉ, đi đâu thấy gì chỉ văng ngang trước vậy đây rồi đem con dao chặt sao chỉ, làm sao anh chặt đứt được? Làm sao anh làm cho tiêu cái sao chỉ đó được? Cái đó là do cốt, là do con mắt bệnh của anh phải trị con mắt của anh thì sẽ chỉ nó mới hết, anh phải trị con mắt của anh thì bầy rùi nó mới tiêu. Mà kỳ thật nó không có bầy rùi thì lấy gì mà tiêu, anh trị lành con mắt anh thì rùi tự nhiên nó không có, chứ không có cái gọi là diệt. Tham sân si cũng vậy, anh có chánh niệm, anh có tư duy, anh có quán chiếu, anh ở trong chánh định, phải nhập được tam ma đề thì là vô minh về não tự nó mất, chứ không có gì gọi là diệt. Cho nên là học kinh liễu nghĩa thượng thừa rồi nghe tới những cái chỗ đó nó độc đáo, nó màu nhiệm mà nó hay vô phương ai cãi được. Một là anh theo đạo Phật, hai là anh không theo, chứ cần anh cãi thì không được. Cho nên đạo Phật không thể chiều theo thanh niên để nói khác để cho thanh niên họ tới. Muốn chiều theo ảnh thì phải đem âm nhạc vô hả? Rồi phải đem karaoke cho ảnh, rồi phải đem thuốc ba số cho ảnh, rồi phải đem cà phê vô trong cái chùa, rồi vô cái rồi vô rồi cho anh ngồi dứt đốc, rồi anh hút thuốc, rồi anh nghe nhạc, rồi anh đây là tôi mới nghe nhạc mà mở bằng chỗ cái quán này là tôi không chịu rồi đó. Cái quán mà bán đồ đồng đồ lư nè, thế là làm như vậy để câu thanh niên vô chùa đó hả? Đâu có được. Câu thanh niên thiếu nữ vô cái tuổi trẻ vô chùa phải làm vậy đó hả? Phải mở nhạc vậy đó hả? Chiều họ để cho họ vô đó hả? Đâu được. Đóng cửa ngay tức khắc. Không thấy mà ăn gì được. Cho nên nói Như Lai có vui là không đúng. Mấy câu này nó hay từ chữ. Như Lai không bao giờ có vui. Vậy thì Như Lai buồn ư? Không bao giờ Như Lai có buồn. Còn người nào mà có vui nhiều là buồn nhiều. Bởi vì cái vui đó là cái vui của vũ trường. Cái vui đó là do cái viên thuốc lắc. Mà lắc mà nhảy nó vui trong vòng mấy tiếng hồ rồi tới chừng nó tan thuốc lắc ra rồi là thân hình quẻ quải hết, là bắt đầu nó buồn trở lại. Áo quần tả tơi, thân hình sơ sát, sức khỏe kém dần. Thế thì cái vui đó là hết cái vui là nó có buồn. Rồi buồn rã rưởi quá chịu không nổi rồi đi kiếm cái vui. Thì giả vô một chai rượu, gọi là giải sầu. Mượn qua mượn rượu giải sầu. Nhưng mà đâu có được, sầu làm rượu, rượu nhạt mà muốn nó làm quá ôi. Không có đem qua đem rượu mà giải sầu được đâu. Thế thì là cứ trong cái vòng lẩn quẩn. Còn cái vui của Phật là cái vui không có thọ. Do nghĩa đó, cho nên nói là Như Lai có thọ vui là không đúng do nghĩa đó. Cho nên lúc đó an vui chính là Niết Bàn. Lúc đó an vui là cái vui không có thọ. Niết Bàn tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Đây mấy cái chữ này là nghe đây để ý nó ngộ vậy đó.
Niết bàn là chân giải thoát. Như vậy là chân giải thoát là niết bàn. Mà niết bàn tức là Như Lai. Như Lai giả là tức chữ pháp như nghĩa. Như Lai là gì? Là cái nghĩa chân như, bản thể chân như, như như bất động. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Như Lai là cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, vô cùng vô cực, cho nên không có cái tướng đến và cũng không có cái tướng đi. Đó, do vậy cho nên là niết bàn tức là chân giải thoát, mà chân giải thoát tức là Như Lai. Cho nên cái chữ Như Lai ở trong các cái danh hiệu Phật, cái chữ Như Lai là tôi thường nhắc cái đại chúng là cái chữ Như Lai là sâu sắc hơn hết. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, 10 cái đức hiệu đó. Nhưng mà cái đức hiệu Như Lai là quan trọng hơn hết. Như Lai tức là chân giải thoát, Như Lai cũng tức là đại niết bàn. Niết bàn tức là Như Lai, Như Lai tức là chân giải thoát. Mà chân giải thoát tức là vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề tức là Phật tánh. Những cái từ đó, đó danh thì khác mà nghĩa là một, giống như cái bài trước, cái đoạn trước mình học đó. Tên thì khác mà nghĩa thì một. Còn có cái nghĩa thì một. Ha, tên là khác, như cái trường hợp mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh cũng vậy. Nghĩa thì có một thôi, nhưng mà tên thì khác. Giống như cái từ này cũng vậy. Ca Diếp Bồ Tát hỏi: bất sanh bất diệt là chân giải thoát ư? Phật dạy rằng đúng vậy, bất sanh bất diệt là chân giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Bất sanh bất diệt là chân giải thoát. Nhưng mà để ý cái chỗ này, nếu mà con người mà mình chấp ngã theo cái kiểu của phàm phu á, thì mình tìm cái mà bất sanh bất diệt không có đâu. Mình thấy là con người thì ai cũng sanh lão bệnh tử, vạn pháp thì pháp nào cũng sanh trụ dị diệt, thậm chí cả cái vũ trụ thì cũng còn gọi là thành trụ hoại không. Thế thì pháp nào là pháp bất sanh bất diệt? Tìm sao cho ra cái bất sanh bất diệt là chân, để mà gọi nó là chân giải thoát đây? Đó là một vấn đề rắc rối mà phải người tu học phải tư duy quán chiếu, phải tùy thuận chân lý thì mới nghe được cái đó. Cái bất sanh bất diệt đây không có nghĩa là mình đòi hỏi có một cái mà nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu, bằng thí dụ như cái đèn là cái đèn vĩnh cửu không có hư, phải còn hoài. Cái bình phải là cái bình vĩnh cửu để gọi là không sanh không diệt đó mà. Đâu có cái đó được. Làm sao có cái bình vĩnh cửu không sanh? Cái bình có đây là phải có sanh đấy chứ. Mà đã có sanh thì có diệt chứ. Do vậy cho nên là phải học hiểu rằng là cái bất sanh bất diệt đây á, là cái bất sanh bất diệt ở trong cái sanh diệt. Cái sanh diệt mà sanh diệt ở trong cái bất sanh bất diệt. Thí dụ như là mình đi Vũng Tàu, đi Bà Rịa ha, mình thấy sóng ngoài bong bóng bọt ào ào sanh diệt diệt sanh, mà kỳ thật là sanh diệt diệt sanh ở trong cái bất sanh bất diệt. Cái bất sanh bất diệt là bản thể mà nó duyên sanh ra cái sanh diệt. Thì cái sanh diệt đó là sanh diệt của hiện tượng, mà bản thể thì bất sanh bất diệt. Và phải hiểu như vậy, cho nên rằng là mình phải học, mình phải nhận thức cho được rằng là cái bất sanh bất diệt là niết bàn. Nhưng mà cái bất sanh bất diệt đây không có nghĩa là nó có một cái mà nó còn hoài. Cái đó nó trái chân lý, không có gì vậy được.
mà nó còn hoài là hiện tượng sanh diệt, trả về, quy về bản thể. Bản thể bất sanh bất diệt, duyên sanh ra hiện tượng sanh diệt, chứ không bao giờ có cái bản thể bất sanh bất diệt mà cố định bản thể bất sanh bất diệt. Từ bản thể bất sanh bất diệt, duyên sanh ra hiện tượng sanh diệt. Hiện tượng sanh diệt thì sanh diệt, thì có sanh có diệt, mà có sanh có diệt đó là sanh diệt trong cái bản thể bất sanh bất diệt. Vì vậy cho nên không bao giờ mất, không bao giờ mất. Đó, phải hiểu cái đó đó. Chứ còn với cái quan niệm chấp ngã mà mình đòi cái bất sinh bất diệt là để có niết bàn ở trong cái bất sinh bất diệt, là mình đòi mình phải sống hoài đó, bất sinh bất diệt á. Không có đâu. Tu Phật là tùy thuận chân lý. Chân lý nó như thế nào mình phải tùy thuận nó như thế ấy. Chứ không thể mà nghịch cái chân lý được. Chân lý là chân lý chung của vũ trụ. Cho nên mình là một con người trong vũ trụ, một cái hiện tượng duyên sanh trong vô, trong cái bản thể chân như của vũ trụ, thì mình phải tùy thuận cái bản thể chân như đó. Cho nên mình sanh diệt trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Chỗ đó là chỗ khó hiểu rồi, chứ là ý niệm chấp ngã bình thường mà đòi mình phải bất sanh bất diệt, gọi là mình, lúc đó mình mới được niết bàn là không phải đâu à. Được niết bàn ngay trong lúc mình vẫn là sanh là diệt. Y như Thế Tôn ta có niết bàn trong lúc vẫn sanh vẫn diệt, vẫn sanh vẫn lão vẫn bệnh vẫn tử. Nhưng mà cái sanh lão bệnh tử nó tùy thuận chân lý, cho nên không có cái sự ưu bi khổ não, cho nên gọi là Như Lai được, Như Lai được được đại niết bàn. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu đó. Cho nên là nhiều người mà đi tu Phật mà nói là hy vọng cầu Phật để cho mình được sống thọ 90 trở lên, 100 trở lên, 200, mà thậm chí có người 200 cũng không muốn chết luôn, muốn sống hoài. Với cái ý niệm đó mà van xin cầu nguyện Phật đó, thì coi như Phật trở thành vô dụng thôi. Nghĩa là Phật không làm cho mình được cái việc đó. Vì vậy cho nên muốn tu Phật là phải theo Phật, chứ không có đặt cái gì mới để chiều chuộng ai hết á. Chứ giờ chẳng lẽ muốn thanh niên vô tu rồi giờ nó chú mày tu đi rồi chú mày sẽ bất sanh bất diệt, chú mày vô đây đạo Phật ngon lắm, không thể nói vậy được. Anh tu hay không tu, tôi cũng vẫn nói rằng hễ có sanh thì có diệt, mà sanh diệt nhưng mà anh phải học cái đạo lý của đạo Phật tôi, sanh diệt trong cái bất sanh bất diệt. Giống như nước sống ngoài bong bóng bọt, sanh diệt trong cái bản thể bất sanh bất diệt. Mà gọi là bản thể bất sanh bất diệt, chứ kỳ thật luôn luôn là phải duyên sanh ra cái hiện tượng là sanh diệt, chứ không bao giờ có cái bản thể cứng khư nằm yên chết một chỗ. Đó, cái đạo lý của đạo Phật là vậy, cho nên là phải học vậy là chịu, còn không học vậy là thôi, chứ không có sáng tác gì mới nữa được hết á. Chân lý là nó vậy à. Mặt trời là ấm, anh chịu không chịu là anh đi đâu là anh đi à. Chứ mấy anh ra mặt trời là nhất định là phải ấm. Mà nếu anh ở ngoài lâu là nóng, anh phải mặc áo vô, anh đổ nón. Chân lý thì nó vậy. Chân lý thì không có chiều, không có chiều uống. Cũng như nước người ta thấy cái chiều uống ha. Hồi nhỏ tôi học cái chữ năng phương năng duyên quỷ khúc tùy hình. Thì có năng nhu như bất nhược, mà năng cường như bất can. Nước là mình đổ vô da vuông nó vuông, mình đổ vô da tròn nó tròn, mình đổ vô hũ méo nó méo. Tưởng đâu là nó theo mình, nó tùy thuận mình hả? Không có đâu. Không bao giờ nó chịu uống theo mình. Mặc dù là thấy nó vô da vuông da tròn theo ý mình đổ, nhưng mà đổ nó ra nước vẫn là nước, mà nước biển, nước hồ, nước sông, nước lạnh vẫn là nước, không bao giờ nó có tròn có méo. Chân lý của nó là vậy, thì không làm gì khác hơn được. Muốn làm cho khác hơn được, không làm được. Nên cái từ bất sinh bất diệt là chân giải thoát ư? Hỏi câu đó nó quá là chết luôn á. Phật dạy đúng vậy, bất sinh bất diệt là chân giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Thế là Như Lai là bất sanh bất diệt đấy. À,
Vậy thì ta hỏi sao Phật Thích Ca lại chết cóc, lại gọi là nhắm niết bàn, mất đi ở trong rừng Ta La Sâu Thọ? Xin thưa rằng Như Lai đó là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên ba ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là quá thân, thiên ba ức quá thân. Còn ta đang học đây là học pháp thân Tỳ Lô Giá Na, cho nên là học Phật là phải học cho được ba cái thân thì mới hiểu Phật. Chứ mà gọi là tu hành ghi gớm, bỏ tiền ra cúng chùa, cúng thầy, cúng Phật ghi gớm, mà cứ chăm chăm mà nhìn cái ông Phật ở trên bàn đó, thì đừng có hy vọng được cái gì ở trên cái ông đó. Đừng có hy vọng ở cái ông đó được cái gì hết á. Cái ông đó là nói xin lỗi tại mình ngu, mình mua ông về. Thì mình mua chứ gì nữa. Mình bỏ tiền ra rồi mình mua ra ngoài đá non nước, nó thỉnh một cái cục đá rồi kêu bằng Bành Ki. Qua hổm tôi đi ở Trà Ôn có nhỏ, nó chỉ đường, nó nói giờ ra xe là chạy vô đây, gặp cái cầu Bành Ki đó là đi xuống đó, là đi Trà Ôn đó. Mình thỉnh cục đá kêu bằng Bành Ki, đem về thợ nó tạc, tạc ra mình bỏ phải là 75 triệu ha. Mình đem về rồi tự nhiên rồi mình lại cục đá. Lại vậy trọn đời, vậy phục dịch cho cục đá lại. Mà thật sự nói phục dịch tội nghiệp cục đá nó có thọ cái gì đâu. Nó có thọ cái gì đâu mà bắt nó đền ơn cho mình. Đó, ông giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa là nói vậy. Nhưng mà đừng coi chừng, đừng có lên chùa chánh điện mà coi thường Phật là người ta tống cổ đi ở cái chỗ tín ngưỡng thiêng liêng của người ta. Mình học là giáo lý Liễu Nghĩa khác mà bất Liễu Nghĩa khác, phương tiện khác, nhân thừa khác, mình lấy vô thượng thừa mà vô chánh điện người ta nghênh ngang là ta tống cổ liền đó. Không bao giờ được nghênh ngang. Kể cả những cái miếu thờ thần thờ thánh mà mình không bằng lòng, mình không bao giờ sợ, nhưng mà mình vô đó là phải tôn kính và trân trọng, mà còn bằng không đừng vô. Đừng bằng không chơi cái đó, là đừng lại cho đó. Mà chỗ đó là phải bỏ dép, rồi phải đi khớm khớm rớm cúi đầu giống y như người ta. Còn bằng không thì đừng tới chỗ đó. Kính gì diễn chi, đừng tới. Chứ không được nghênh ngang. Chứ tôi nói vậy cái rác lên trên điện là nghênh ngang trảnh đó. Nghênh ngang trảnh đó rồi nói thầy tôi không dạy vậy. Trời ơi, nó chửi tôi không còn một chỗ da mẹ đẻ. Đây là tôi nhớ câu này nè, Phật tử để ý nè. Hôm qua tôi đi, tôi chơi nhưng mà tôi nhớ cái câu mà tôi học hồi 7 tuổi á. Mà nó hay thiệt là hay. Khi không vậy tự nhiên nó nhớ. Bế khẩu thân tàn thiệt, an thân xứ xứ lao. Cái câu hay quá. Mà tôi thì lại phạm cái câu này hoài. Cái miệng lên ngậm lại. Cái lưỡi là nên đó, giấu kín, giấu sâu đi. Đó là một cái phương pháp an thân. Mà ở đâu cũng đều được vững chãi an lạc. Là ngậm miệng và giấu cái lưỡi đi. Cho nên tôi nói như nãy giờ đó là cái đó là tôi không bế khẩu thâm tàng thiệt. Vì vậy cho nên coi chừng không có an thân xứ xứ lao đâu. Phải ngậm miệng và phải rút cái lưỡi vô giấu. Đó là phương pháp giữ mình mà ở chỗ nào cũng an lành hết đó. Còn mình nói hả, không khéo là nó bích lòng đó nha, bích lòng nó đụng chạm đó nha. Nhưng mà nếu người nào mà cũng sợ bích lòng cũng đụng chạm hết trơn hết trọi rồi thôi thì cứ an thân như vậy đó, thì thầy trò Đức Phật Thích Ca coi như là không sanh ra cõi đời này cũng được. Bởi vì có cần ngàn chi, ngài không dám phá tà, ngài không dám hiển trách, hả? Ngài không dám nói chân lý sự thật thì sinh thầy trò ngài ra chi? Trên cõi đời này mà mỗi ngày thì cất thật là bao nhiêu ngàn phần ăn vậy? Do vậy cho nên là nói theo cái đạo lý nào, cái người mà là ích kỷ, ha, tiêu cực, nghe ăn thân thôi, là tiền thầy bỏ túi, còn sống chết mặt bay, thì cái câu đó hay lắm. Sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi. Cái gì phải quấy hơn thua không nói,
để giữ mình, giữ cái thân này cho nó mập ra, cho nó trắng ra, cho nó nõn nà ra, cho nó an ổn. Còn chết sống mặt bay, đạo Phật thì không tùy ý cái đó. Nhưng mà cái câu chữ đó mà người thế gian phải để ý: bế khẩu thâm tàn thiệt, an thân xứ xứ lao. Cái miệng phải ngậm đi, phải ngậm nó lại, cái lưỡi phải giấu nó sâu. Đó là cái phương cách an thân. Mà ở chỗ nào cũng đều được vững chãi, không ai không động phạm tới ai. Vì vậy cho nên không ai động phạm tới mình. Cho nên là học thuộc lòng mà nó có cái hay. Hồi nhỏ là thầy Nho cứ bắt tôi học thuộc lòng vậy. Mà rồi hồi đó tôi không biết cái câu để nói gì. Mà tại vì người ta dạy mình, ta cắt nghĩa cái kiểu nó đúng, và cái kiểu cắt nghĩa nó dở quá đi, thành ra mình hiểu không được. Phần tuổi nhỏ nữa, à, cắt nghĩa là bế khẩu thâm tàn thiệt, an thân xứ xứ lao, ngậm miệng lưỡi thâm tàn, an mình chỗ chỗ bền. Trời đất ơi, nghe câu vậy là sao tôi hiểu. Tôi mới 7 tuổi à, mà nói vậy rồi thôi á, bắt không thua lòng vậy đó. Thành ra không biết cái gì. Bây giờ khi không vậy là 7, 8 là 7 mấy năm sau ha, 6 mấy 70 năm sau rồi, cái tự nhiên nó bừng ra nhớ mấy câu nó hay hết sức là hay, mà hồi đó học không biết vậy. Cho nên nói như vậy có khi giống như mình tấp thầy mình cũng hơi kỳ, nhưng mà tại thầy mình dở quá đi. Cái câu vậy là nói cái là hành thiện chi nhân như xuân duyên chi thảo, bất kiến kỳ chuẩn nhật hữu sở tăng. Cái người làm lành như cỏ vừa mùa xuân vậy, không thấy nó lớn, nhưng mà mỗi ngày nó dung sổi lên cái miếng giường đó. Hành ác chi nhân như ma đao chi thập, bất kiến kỳ tổ mà nhật hữu sở quy. Cái người làm dữ như đá mà dao vậy, không thấy nó mòn liền, nó không thấy nó mỏng liền, nhưng mà lần lần là nó mòn, nó mỏng, nó khuyết lần rồi nó gãy, nó bể à. Thế thì tôi nói vậy là các nghe dễ hiểu chứ gì. Còn hồi đó tôi học vậy nè: à, chân người làm lành như chân cỏ vườn mùa xuân, chẳng thấy thửa tốn mà ngài có, chẳng thấy thửa lớn mà ngài có chỗ thêm. Vậy đó. Rồi chân người làm giữ như chân đá mà giáo, chẳng thấy thửa kém mà ngài có chỗ tốn. Trời, nghe sao hiểu được. Cho nên tôi nhớ được, nhiều khi tôi cười mình tôi vậy, mình học dở quá, cho nên là thời gian học dài thược ra mà ngu hết sức. Nhờ ngu quá vậy cho nên đâu có ai kêu làm gì đâu, thành ra là thôi vô chùa ở làm thì chùa vậy. Thiệt đấy, chứ không là hồi đó là một là đi lính Tây, hai là đi làm cách mạng, đi theo Việt Minh. Giờ mà mình không có tài cán như thế, đọc chữ Nho mà chữ Nho dạy kiểu đó thì là ai xài. Thế thì buộc lòng là phải vô chùa ở để công phu hai buổi sớm chiều vậy. Tại một sự thật đó, bốn hàng vậy đó. Nhưng mà rồi thì cũng nhờ cái phước duyên đó là đưa đẩy ha. Do vậy cho nên là tôi nói với các đại chúng đó mà, tôi đi dạy học là 50 năm nay đó, là nó ăn với cái câu mà khởi bất kiến ý tầm chỉ các thượng tổng thiên tầm phụ thác thân nhân phương năng quản ích ha. Không thấy những cái dây sắn, cái dây bìm bìm mà nó leo được 20-30 trượng đó, là nó nương nơi cái tre và cái tùng mà nó lên. Vì vậy cho nên là tôi đi dạy học mấy mươi năm nay, tôi không bao giờ tôi kể ơn với học trò, cũng không bao giờ kể ơn với người đệ tử của Phật. Là vì các vị là cây tùng, là cây tre, còn tôi là dây bìm, dây sắn. Tôi nhờ các vị mà tôi được leo lên. Chứ do vậy cho nên nếu cần cách cảm ơn là tôi cảm ơn các vị, chứ tôi không đòi hỏi các vị cảm ơn tôi. Cho nên tôi rất là dễ dàng, tôi đi đâu không có bao giờ mà có cái kiểu mà nghĩa là đòi hỏi là cung kính lễ bái đón rước từng bốc gì, không có. Các vị là tùng, là tre, tôi là dây bìm, dây sắn, thế thì tôi nhờ các vị chứ. Do vậy mà tôi đi đâu mà ta nói sao mà tôi bình dân dữ vậy, giảng hay mà sao bình dân dữ vậy, còn cái ông kia đón cả tháng trời
chuẩn bị cả tháng trời vậy đó, đón rước cả mấy trăm người đó, mà giảng sao cho ẹt. Trời ơi, họ nói nghe kỳ cục vậy chứ. Cái đó là người ta nói thiệt đấy. Ta nói đón rước nghe là chuẩn bị cả tháng. Đón rước là 40-50 người là đi theo hả? Rồi đón cả hàng mấy trăm người. Mà giảng không có bằng ông này là sao, khó quá. Là tại vì người ta thấy người ta là thầy, mọi người phải cảm ơn thầy. Còn tôi là tôi thấy tôi là dây bìm dây sắn, tất cả mọi người là tùng, là tre. Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, tiết xương cho chở cho thân cát đành. Thân cát đàn này tất cả đều là tùng quân hết. Cái chỗ học của tôi là tôi thấy thật sự là vậy. Cho nên người ta nói xin tôi bệnh nhân kỳ á, có bệnh nhân gì đâu. Mà leo lên là cây rồi. Con rất cả mấy trăm người đó, mà giảng sao vậy. Trời ơi, họ nói nghe kỳ cục vậy chứ. Cái đó là người ta nói thiệt đấy. Ta nói đón rước nghe là chuẩn bị cả tháng. Đón rước là 40-50 người là đi theo hả? Rồi đón cả hàng mấy trăm người. Mà giảng không có bằng ông này là sao, khó quá. Là tại vì người ta thấy người ta là thầy, mọi người phải cảm ơn thầy. Còn tôi là tôi thấy tôi là dây bìm dây sắn, tất cả mọi người là tùng, là tre. Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, tuyết xương cho chở cho thân cát đành. Thân cát đàn này tất cả đều là tùng quân hết. Cái chỗ học của tôi là tôi thấy thật sự là vậy. Cho nên người ta nói xin tôi bệnh nhân kỳ á, có bệnh nhân gì đâu. Thì bìm sắn mà leo lên là cây là mình phải cảm ơn cây chứ, sao lại mình đòi cây tùng cây quân nữa, cảm ơn mình là sao. Ý nghĩ đơn giản vậy đó. Hỏi tiếp, Bồ Tát Ca Diếp hỏi tiếp rằng: nếu bất sanh bất diệt là chân giải thoát, vậy thì hư không cũng không sanh không diệt. Vậy thì hư không cũng là chân giải thoát và cũng là Như Lai. Câu hỏi gọi là hóc búa. Câu hỏi khiếp đảm chứ không vừa đâu. Cho nên là đại chúng để ý là có cái tài liệu này đọc để dành và để ý học cái này. Thật vậy rằng không nên lý luận như vậy. Cũng là tiếng hót, nhưng không thể đem tiếng hót của chim quả, chim cú mà sánh với tiếng hót của chim sơn ca, chim quả mi. Giải thoát và Như Lai không phải pháp có thể so sánh. Ví dụ là nhằm để giáo hóa chúng sanh, cho nên Như Lai mượn hư không chứa đựng cái mức ví dụ, mượn hư không chưa đúng mức ví dụ để làm dụ. Mượn những cái chưa đúng cái mức để ví dụ đâu, nhưng mà mượn nó để làm dụ. Người đệ tử Phật phải biết giải thoát tức là Như Lai, tánh Như Lai tức là tánh giải thoát. Thành ra cái tánh giải thoát là Như Lai tức là giải thoát. Tánh đó là tánh bất sanh bất diệt, còn hư không cũng bất sanh bất diệt, nhưng mà không phải là Như Lai, không phải là giải thoát. Như Lai có mượn hư không để làm ví dụ, nhưng mà cái vụ đó không đúng mức đâu, chưa đúng mức, không thể sánh được. Nhưng mà mượn nó để mà sánh, để mà so. Ca Diếp nên biết rằng vật không có gì sánh bằng, thì không thể dẫn vật khác làm dụ, vì có nhân duyên có thể ví dụ. Cho nên Như Lai nói diện mạo đang trang như tươi mát và đẹp, dường như mặt trăng tròn.
voi trắng sạch sẽ như núi tuyết, trăng tròn không đồng với gương mặt. Núi tuyết không được nói là voi trắng. Làm sao có ví dụ đúng mức để dụ cho chân giải thoát được? Ví dụ chỉ là phương tiện thôi. Người trí nhân nơi ví dụ để có khái niệm, từ khái niệm để mà nhận biết pháp tánh. Đoạn này hay lắm. Mượn cái ví dụ là không bao giờ tròn vẹn được. Dụ nó có tiên dụ, hậu dụ, hiện dụ, bán dụ, biến dụ, ẩn dụ, nó nhiều thứ dụ lắm, mà không có thứ dụ nào mà đúng mức giống y nhau được. Chẳng hạn như người ta muốn tả một cái người đẹp đổ nước nghiêng thành, chim sa cá lặng, người ta mượn những cái văn tự chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, lững da trời nhãn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt sai qua, tây thi mất vía hằng nga giật mình. Cái người đẹp mà đẹp vậy đó, đẹp vậy đó mà sự thật là không phải vậy. Thế thì cái đó người ta gọi là ẩn dụ, người ta gọi là biến dụ ha. Câu cẩm tu đàn anh họ Lý, mà nét đang thanh bực chỉ chàng dương cờ tiên, rượu thánh ai đang lưu linh đế thích lòng phường trí ấm. Nói về tài tình nghệ sĩ đó đó, cầm điếu nguyệt phóng tầm tư mã, mà địch lầu thu giường gã tiêu lan, dẫu mà miệng hát tai sang thiên tiên cũng ngảnh nghe thường trong tranh. Nhưng mà kỳ thật ra là cái nàng cung phi đó mà hát thì tiên là đâu có đến nỗi mà ngảnh nghe thường, đâu có thể say mê cho tới nỗi chìm đáy nước cá mà thấy là chìm đáy nước vậy đâu. Dụ nó có nhiều thứ dụ lắm, tiên dụ, hậu dụ, ẩn dụ, rồi bán dụ, rồi biến dụ, mượn một phần dụ. Còn dụ về vấn đề mà trong trắng tinh tiết á, thì nó qua xuân nọ còn phong nộn nhị, nguyệt thu kia chưa hé hàng quang, hồng lâu còn khóa then sương, thâm khê còn giấm mùi hương khuynh thành. Đó, tả sự trong trắng tinh tiết. Làng cung kiếm rấp rênh bắn xẻ, mà khách công hầu đóng ghé mong sao, vườn xuân qua hãy còn rào thấy qua, mà chẳng lối vào tìm hương. Để ta nói lên cái sự mà thâm nghiêm kính cổng cao tường của người khuê cát cũng là một cái cách dụ. Ta mượn những cái hình ảnh ý tứ thì dụ cho một người trong trắng trinh tiết như vậy. Thế thì dụ nó nhiều thứ lắm, mà không thể cái dụ nào mà giống y như là cái con người đó. Cho nên Như Lai vì có duyên, vì có duyên cớ mà Như Lai mượn để làm dụ. Nói là do trắng như là tuyết ở núi tuyết, nhưng mà cái trắng của tuyết là không được gọi là voi. Mặt tròn như trăng, đầu lòng hai ả tối nga, chứ kiều là chị ha, em là thứ dân mai cốt cách tuyết tinh thần, cũng là một cái cách là quán dụ, là mượn đó chứ. Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười, vân xem trang trọng khác dời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Trời ơi, người mà nếu mà thiệt tình mà nói, mà nếu mà là đẹp mà cái mặt mà tròn ổn như mặt trăng vậy thì xin lỗi không có mấy người ok đâu nha. Nó đẹp là đẹp sao, cái này nhìn nó tươi nó mát thì sao, chứ mà nó tròn vành như là trăng rằm vậy đó là không ok nổi à. Qua cười ngọc thúc đang trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Mây thua nước tóc nó thật sự là tóc thiệt, thông thường vậy đó, có khi nó đẹp hơn mây đó chứ, là đương nhiên rồi. Nhưng mà ta mượn như vậy làm cho người ta có khái niệm. Mượn ví dụ để cho người ta có khái niệm, từ khái niệm người ta nhận thức
được pháp tánh. Chứ đừng dựa trên cái thí dụ đó mà bắt bẻ Như Lai. Như Lai có quyền nói Niết Bàn giải thoát như Phật tánh thanh tịnh như hư không. Như Lai có quyền nói Niết Bàn nó vắng lặng, nó thanh tịnh như hư không. Nhưng mà hư không không phải là Niết Bàn được, hư không không phải là Phật tánh được. Phật tánh không phải như hư không. Này Ca Diếp, giả như đứa con nghiệp ác muốn hại mẹ nó, nhằm cái lúc nó muốn hại mẹ nó, nhằm lúc mẹ con cùng ở gần bên đống thóc, mẹ nó đang lúi húi xớt sữa thức ăn và đem cơm cho nó ăn, khi trông thấy mẹ nó liền đi mài dao để giết mẹ. Bà mẹ biết ý, khéo léo lẫm chui vào đống thóc trốn. Nó cầm dao chém khắp đống thóc. Nó tự thỏa mãn vừa lòng và in trí rằng mình đã giết được mẹ rồi. Lát sau mẹ nó lén chui ra khỏi đống thóc trở về nhà. Này Ca Diếp, thầy nghĩ thế nào? Đứa con ấy có thành tội nghịch vô gián không? Ca Diếp thưa, không quyết định được. Vì nếu nó thành tội nghịch thì mẹ nó chưa bị giết chết. Nếu nói là không tội thì chính nó tự cho là đã giết được mẹ và nó rất vừa lòng. Nó giàu không đầy đủ tội nghịch mà cũng là nghịch. Do nhân duyên sự kiện như vậy nên dẫn dắt các ví dụ để mà suy biết cái pháp chân thật. Đấy, đây là ví dụ là vậy đó. Lấy một sự kiện như vậy để mà suy biết. Chứ còn cái đứa đó nói nó nghịch thì cũng là nghịch. Lẽ ra là nó phải tội tử hình. Nhưng mà bây giờ là mẹ nó còn chưa giết được mẹ, mẹ nó còn chưa chết thì không thể nói là tử hình. Nhưng mà cái tâm của nó là nghịch, là đáng lẽ tử hình. À, mượn ví dụ để mà cho người ta khái niệm rằng cái đứa con nó độc ác cỡ vậy ha. Phật khen hay lắm, hay lắm. Vì nhân duyên ấy cho nên Như Lai thường phương tiện dẫn nhiều ví dụ để mà dụ cho giải thoát. Dụ dẫn vô số ví dụ mà thật ra không thể đem dụ để sánh được. Thế cho nên giải thoát thành tựu vô lượng công đức. Do vì thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy nên gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát, xưa nay con mới biết chỗ đến của Như Lai là thật không cùng tận. Chỗ đến của Như Lai không có cùng tận. Cái chỗ đến Như Lai là Như Lai tùy thuận chân lý. Mà chân lý thì nó đâu có giới hạn. Ranh giới ở chỗ nào? Nó đâu có giới hạn ở trong thời gian ở đâu bao dài. Cho nên cái chỗ giải thoát giác ngộ của Như Lai á, là không có chỗ đến, không có cùng tận. Vì vậy thọ mạng của Như Lai cũng không cùng tận. Pháp thân không cùng tận. Thì cái trí tuệ, cái hiểu biết, cái giải thoát, cái Niết Bàn của Như Lai cũng không cùng tận. Phật khen hay lắm. Này Ca Diếp, thầy hãy khéo học, phải khéo hộ trì chánh pháp. Nếu có người phát tâm ra khỏi sinh tử ưu bi, đoạn trừ phiền não nói trói buộc, thì phải nên học chánh pháp, hành chánh pháp và hộ trì chánh pháp như vậy. Đó là coi như là cái phẩm phẩm tứ tướng ha, tới đó đó. Rồi còn giờ tới cái phần tâm nghĩa, đây là tức là cái phần mình tổng quát lại, ôn lại, cô động lại những cái ý chánh này. Thông thường người ta cho rằng ngọn đèn dầu, nếu dầu hết thì ngọn đèn tắt. Ca Diếp Bồ Tát cũng cùng một ý nghĩ như vậy.
rồi đem cái quan niệm đó làm ví dụ để mà nạn vấn Phật về cái ý nghĩa nhập niết bàn. Nhập niết bàn có phải chăng là sự diệt tận, là dứt mất hẳn, giống như sự mất hẳn của ngọn đèn tắt khi dầu hết? Chỗ này sâu lắm, để ý cái chỗ này. Niết bàn không phải giống như là cái ngọn đèn dầu hết rồi đèn tắt. Vậy mà cũng có lúc Phật dạy rằng là nhập niết bàn cũng giống như dầu hết đèn tắt. Dạy cho hàng tiểu thừa, Phật nói niết bàn giống như dầu hết đèn tắt, phiền não vô minh hết thì cái ưu bi khổ não của sinh tử trong tam giới tắt. À hết. Có nói như vậy, nhưng mà nói như vậy là lúc nào Như Lai nói như vậy? Là nói với hàng thanh văn bán tự giáo thì Như Lai có nói như vậy. Nhưng mà niết bàn mà đại niết bàn này thì không được nói như vậy. Phật dạy dầu hết đèn tắt, nhưng còn một cái còn, đó là cái bình đèn. Bình đèn là vật chất. Bình đèn giả sử có thể bể nát, tiêu tan đi nữa, nhưng không vì vậy mà lửa đèn diệt tận chẳng còn gì. Đây là một bước thứ nhất Phật trả lời như thế. Dầu đèn tắt chứ còn bình đèn, dầu hết đèn tắt, ngọn đèn tắt nhưng mà vẫn còn bình đèn. Đó là bước thứ nhất. Nhưng mà nếu mà cái bước thứ hai mà nói nữa đó mà, cái bước thứ hai mà nói nữa đó, thì cái bình đây là, đây là cái bình đèn này nè. Đây là ví dụ như đây cái bình đèn để đựng dầu đây nè. Ví dụ như cái này nó có bể đi nữa đó, thì có mất hẳn không? Không bao giờ mất hẳn. Cũng không bao giờ mất hẳn. Không vì cái đèn tắt rồi đèn nó mất hẳn, mà đèn tắt rồi nó vẫn còn cái bình đèn, là cái nguyên nhân để có ngọn đèn kia mà. Thế thì nó còn cái bình đèn. Rồi bây giờ nếu Bạch Thế Tôn vậy là cái bình đèn này có thể bể. Ừ thì có thể bể đi. Nhưng mà bể rồi là cái bình này có mất hẳn không? Không bao giờ có mất hẳn. Giáo lý trong chủ nghĩa Mác Lênin người ta cũng cho biết như vậy, rằng là vật chất không bao giờ có cái mất hẳn, thì cái bình đèn này sao lại mất hẳn được? Còn như nói rằng là lửa tắt là hết hẳn hư. Đây tính quả chân không, tính không chân quả tinh tịnh vạn nhiên cho biết pháp giới tùy chúng sinh tâm ứng sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện đây. Thấy không? Đây. Thế thì cái ngọn đèn cũng không có gì dám cả quyết rằng nó mất hẳn. Kể cả cái bình đèn dầu bể nát ra cũng không được phép nói nó là mất hẳn cơ mà. Người gốm chưa, giáo lý đạo Phật là đạo lý luận vậy đó. Lý luận thấy mà sợ như vậy mà còn không học thì học cái gì? Không đi theo cái nền giáo lý này rất là phí phạm cuộc đời, uổng. Cho nên mình học Phật nó có cái đam mê, mà đam mê dữ lắm cơ. Như tôi đam mê thật sự á. Đó là bây giờ đối với tôi là tôi nghe nhạc, nghĩa là tất cả cánh đồng bên tôi đó đều là nhạc trời trỗi suốt. Ban đêm là nhạc trời trỗi đều đặn, tôi nghe vô cùng sung sướng. Chứ còn cái nhạc thế gian này, nói xin lỗi chứ, tôi nói cái này là nói lén thôi ha. Nói mình nói nhỏ nói lén thôi, đừng có nói lớn. Chừng nào mà các Phật tử mà các vị quyết tâm đi con đường đạo đó, là chừng nào mà các vị nghe nhạc thế gian không còn hay nữa, là các vị mới có tương lai đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn mà các vị học kinh là các vị nghe giỏi lắm, mà tối ngày kè kè cái cassette ở trong cái lưng quần á, rồi hai cái phone này gắn lỗ tai á, thì xin lỗi đó, đọc cho mỏi con mắt ha.
học rồi cho nó cập cái sự sống đi nữa, chứ cả cái chân lý giải thoát giác ngộ các vị coi như không có thọ dụng được. Nếu mà các vị mà thọ dụng được cái chân lý giải thoát giác ngộ thật sự á, là các vị phải nghe cho được cái tiếng nhai bầu, cái tiếng ảnh ương, cái tiếng chim kêu, cái tiếng gió thổi, cái tiếng nước chảy, cái tiếng thông reo, à, nhìn cái lá rụng các vị nhìn đẹp đẽ hết thì các vị mới có thể đi vào đường đạo được. Các vị rời cái Sài Gòn này, cái thành phố Hồ Chí Minh này rực rỡ hào hoa là hào quang vậy đó ha, nghĩa là đầy đủ những cái vật chất đẹp vậy đó, mà các vị đi bất cứ chỗ nào mà các vị không thấy buồn thì lúc bây giờ các vị nếm được cái hương vị của giải thoát giác ngộ. Còn nếu như các vị mà đi cái chỗ nhà quê qua cái chỗ đồng trống mà các vị nói chỗ này buồn quá ở không nổi rồi các vị cứ gắn cái phone đi trong lỗ tai mà nghe hoài ha, là dầu các vị có nghe thiên kinh vạn quyển đi nữa các vị chưa nếm được cái hương vị của giải thoát. Cái nhạc của thiên nhiên nó màu nhiệm vô cùng và nó đẹp đẽ mà không có nhạc sĩ nào làm nổi, vậy mà chúng ta không biết nghe. Cho nên Kinh Di Đà nói rằng là cảnh giới cực lạc là luôn luôn là nhạc trời thường trỗi, là nhạc trời là cái đó đó chứ. Nghe tất cả những âm thanh của thiên nhiên cô động lại, nó biến thành cái thứ nhạc mà nó làm cho tâm hồn thanh tịnh vô cùng. Thọ cái đó là các vị thọ cái vui không thọ. Còn các vị mà nghe cái tiếng thọ ở đây á ha, em gái dù quê của cả đời trong trăng, dầm sương dây nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm, mai mốt cô gái nó không có nữa lấy gì mà vui, cô gái nó không còn nữa lấy gì nói. Thế là các vị thọ cái vui có thọ nó bị mất, còn các vị nghe cái nhạc thiên nhiên là cái vui không thọ, cho nên không bao giờ bị mất. Tôi nói như vậy là cũng có động phạm nhiều người lắm đó. Có người nghe là nghe kinh tôi rất lâu mà không rời nổi cái radio, còn mê, còn thậm chí bảy mấy tuổi mà vẫn cứ mê, nằm là radio suốt, đi thì mang theo kè kè. Nhưng mà cái đó nói nhỏ nha, đừng có nói lớn nha, nói lớn là không được á. Bởi vì cái thế gian của người ta, ta có cái vui của người ta, ta không phải là người tin tưởng theo đạo Phật, ta không lấy cái vui của đạo Phật làm cho người ta vui được, thì người ta phải vui bằng là các cái của thế gian. Tại sao mình không được nói xâm phạm tới cái tự do, tôn trọng tự do, cái sở thích của người ta mình không được nói. Cho nên là những cái đó là phải nói nhỏ thôi à. Chỉ nói trong phạm vi những người học Phật, những người học chánh pháp, hy vọng hành chánh pháp để rồi sống theo chánh pháp, để rồi được có cái niết bàn an lạc, thọ những cái vui không thọ, thì phải học giáo lý của đạo Phật mới có. Còn nếu như cái vui bên ngoài không phải là không vui đâu á, hay lắm nè, chứ không phải là không à, nhưng mà đó là cái vui có thọ. Mà có thọ thì có mất. Cái vui có thọ như tôi nói nãy, nó giống như cái nhà không có cổng vậy. Tiếp khách quý có, tiếp khách vừa vừa có, thậm chí tiếp khách hết sức tệ lậu bất nhĩ mà vẫn phải tiếp. Còn cái người mà học Phật rồi kỹ lưỡng rồi, nó giống như cái nhà có cửa, có cổng đàng hoàng, không trúng đối tượng là không có vô nhà được. Không phải là những cái điều kiện mà đem tới cái sự giải thoát giác ngộ thanh tịnh cho ta, là cái đó không có vô nhà ta được, không có vô cái nhà thanh tịnh tâm của ta được. Như Lai Há Chẳng Dạy rằng: tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện đó sao. Mình đem thuộc về vật chất là tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trị lượng, tuần nghiệp phát hiện. Lúc đó người ta làm ra cái bình đèn, cái đất thó đó ta làm ra cái bình đèn, sau đó cái đất thó đó có bể đi, cái bình đèn bể đi ta làm ra cái thứ khác, chứ không bao giờ mất. Lửa cũng vậy, lửa bây giờ đây là đốt thuốc hút,
ông sợ thì là ông tuần nghe phát hiện đốt thuốc hút. Nhưng mà người không đốt thuốc hút là các bà nội trợ bật lửa ra để nhóm lửa nấu cơm ăn. Có người bật lửa lên để đốt lửa hơi ấm. Ứng sở trị lượng tuần nghiệp phát hiện mà lửa vẫn thấy sanh diệt, diệt sanh, không bao giờ mất. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm nói. Do nghĩa đó niết bàn không diệt tận, không dứt mất hẳn như là phàm phu quan niệm. Dầu hết thì ngọn đèn diệt tận không còn gì. Thế cho nên người đệ tử Phật hiểu rằng niết bàn tức là Như Lai, Như Lai tức là niết bàn. Vì vậy niết bàn là thường trụ, Như Lai cũng thường trụ như vậy. Niết bàn không có lúc nào vắng ở trong ta hết đó. Không có lúc nào vắng ở trong ta. Cũng như cái chất nước trong không bao giờ vắng ở dưới cái sông con kinh Như Lộc. Cái nước con kinh Như Lộc chứ mà có cái thứ nước mà quốc tế đều chấp nhận cái tiêu chuẩn sạch của nó. Nhưng mà chẳng qua gì là tại vì là mình chưa làm sạch. Mình làm cho nó ô uế mà mình không có, mình chưa có phương pháp làm sạch, mình chưa đủ tiền, đủ vốn để làm cho nó sạch. Chứ rồi đây 5-10 năm sau thành phố sẽ làm cho cái nước thải ra được lọc, được bỏ bớt cái nước dơ. Rồi từ cái nước mà không được sạch đó người ta có cách là lọc cho tới nỗi cái nước sạch thành cái nước quốc tế công nhận. Điều đó có trong cái nước của cái sông Như Lộc này. Cho nên niết bàn không có lúc nào là không có ở trong tâm hồn của mọi con người của chúng ta. Tùy theo chúng ta rải cái gì, bỏ cái gì, tuôn cái gì ở dưới kinh Như Lộc mà cái nước kinh Như Lộc nó đen nhiều, nó đen ít, nó thúi nhiều, nó thúi ít. Tùy theo cái tâm hồn của chúng ta, dục vọng, tham sân si mạn nghi, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tùy nhiều hay ít mà cái tâm của chúng ta nó chôn cái niết bàn của chúng ta sâu bao nhiêu, cạn bao nhiêu, sắp hiển lộ hay là hoàn toàn không hiển lộ là tùy theo cái sự chôn của vô minh phiền não. Chứ lúc nào niết bàn tự tánh thanh tịnh của mọi người đều sẵn có. Chỗ đó là cái chỗ mà mình phải tư duy, mình phải thấy cái hay của đạo Phật. Tôi có thể nói thẳng các vị là người nước kinh Như Lộc đó có cái thứ, cái chất liệu hoàn toàn thanh tịnh mà thế giới phải chấp nhận rằng là đó là nước sạch. Với điều kiện là mình phải xử lý, mình phải thanh lọc, mình phải cải tạo, và cuối cùng nó vẫn có cái chất nước mà quốc tế vẫn công nhận rằng là nước sạch, uống được, dùng được. Ở trong cái nước của kinh Như Lộc bây giờ mà chúng ta thấy đó, tâm hồn của tất cả chúng ta ở đây ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn ở trong chúng ta. Để ý cái đó mà tu tập, chứ đừng có tìm ở đâu nữa hết á. Đừng có gian xin cầu khẩn lại lục gì ai hết á. Cho nên là niết bàn là thường trụ, Như Lai cũng là thường trụ, là cái nghĩa đó. Tuy nhiên cũng có lúc Như Lai nói rằng được niết bàn ví như ngọn đèn tắt vì dầu hết. Có lúc Như Lai nói vậy. Nên có khi là tôi cười khan, là tôi ngồi tôi cười Phật à. Phật là vô số phương tiện. Nói nặng là nhẹ, nói nhẹ là nặng, mà không phải nói dối. Nói giả là chân, nói chân là giả mà cũng không phải nói dối. Chỗ đó là cái chỗ màu nhiệm độc đáo của Như Lai. Những lần Như Lai nói như thế là nói niết bàn của người A-la-hán chứng được. Còn niết bàn đó chưa được gọi là đại niết bàn. Với chữ đại có nghĩa là phổ biến. Đại niết bàn là cái thứ niết bàn phổ biến, là cái thứ niết bàn vô trụ xứ.
cái người mà cái tâm mà thanh tịnh rồi đó, không còn phiền não vô minh nữa đó, thì cái người đó ở đâu đó là nếu bạn ở đó, ngồi đâu nếu bạn ở đó, nằm đâu là nếu bạn ở đó, ngủ đâu là cái chỗ ngủ đó là nếu bạn nữa, nếu bạn ở đó, cho nên gọi nó là đại. Nếu bạn của hàng A La Hán chứng đắc cũng được gọi là thường, nhưng nếu bạn đó còn dư, cho nên niết bàn của người A La Hán chứng chưa phải vô thượng niết bàn, chưa được gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn là niết bàn của Như Lai Phật, nó không còn dư, cho nên có tên là vô thượng niết bàn. Chứ dư là hữu dư, gọi là hữu dư niết bàn. Còn niết bàn của Như Lai là vô dư y niết bàn. Hữu dư y có nghĩa là niết bàn hữu thượng, còn có cái niết bàn trong sạch hoàn toàn trọn vẹn, cao hơn cái niết bàn đó. Còn vô dư y cũng tức là vô thượng, hoàn toàn cái nước sạch, nước cất rồi thì còn không còn ai mà làm sao để mà tìm cái cảnh cáo nào nữa được hết. Còn như cái nước sạch mà chưa phải nước cất thì cũng có khi nó còn dùng chút xíu nào đó hết sức là vi tế, chưa phải là thật sạch. Cho nên là nó chưa phải là vô thượng, vì là còn hữu dư. Đó là bốn cái thứ niết bàn lúc trước mình đã học rồi mà. Hữu dư niết bàn là niết bàn hữu thượng, còn có những cái hoạt để mà diệt, để mà trừ, để mà hóa giải, để mà chứng lên nữa. Còn như nếu bạn có Phật vô thượng thì không còn cái vô minh phiền não hoặc nghiệp nào để trừ nữa hết rồi. Do vậy cho nên không có cái chứng nào hơn nữa. Còn vấn đề giấu kín chưa chừa lại cho riêng mình, Bồ Tát Ca Diếp gọi đó là bí tàng. Hôm trước mình đọc cái chữ bí tàng đó, hay là bí mật tàng. Bồ Tát Ca Diếp nêu vấn đề bí mật tàng hỏi Phật rằng trong hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai có dành riêng cho mình những gì màu nhiệm kín đáo bí mật chăng? Câu này hay lắm mà. Phật dạy rằng trong quá trình cũng như trong tiến trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai không hề có nắm tay lại mà luôn luôn mở rộng vòng tay. Như Lai không như các võ sư dạy cho học trò còn chừa lại tuyệt chiêu không truyền phòng để hộ thân. Như Lai không giống như những người cự phú vì quá sợ trộm cướp đánh cắp cho nên chôn giấu kín đáo bí tàng. Và Như Lai không phải như nhà phát minh vũ khí tối tân cho nên không cần có bí tàng bí mật tuyệt đối để củng cố quốc phòng ngõ hầu, thống lãnh địa vị bá quyền trên thế giới. Như Lai không hề có ý niệm đó trong vô lượng kiếp rồi. Như Lai không hề có bí tàng. Như Lai không hề có gì hết, không hề có gì hết. Nhưng Như Lai có tất cả, không có gì hết mà có tất cả, có tất cả mà không có gì hết. Như Lai là vậy đó. Bởi vì Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoại, bất năng, ngã giải sở thuyết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng, la diệt vô sở khứ. Cho nên là đó là cái bản thể chân như trùng khắp thụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Cho nên là không có cái nào Như Lai không có. Nhưng mà có tất cả mà không hề có gì. Chỗ đó là cái chỗ hay. Cho nên giờ tôi bất chấp Như Lai ra, tôi không có cái chùa nào hết á. Mà ai mời tôi đi giảng à? Không có chùa nào tất cả. Mà có tất cả chùa, có tất cả chùa mà không ai cho ở. Cho nên không có chùa nào hết.
Nhưng mà nói vậy chứ không phải ông cho ở đâu, người ta mời tôi ở nhiều lắm đó. Nhưng mà để có cái là mình ở rồi thì mỗi người nó có cái kiểu làm Phật sự khác nhau. Thành ra cái Phật sự của ta làm nhiều khi ta làm ghê gớm, ta cho là nỗ lực ghê gớm, tích cực ghê gớm, nhưng mà dưới con mắt mình đó thì mình thấy cái đó là mình cho rằng là nó không có trúng cái ý của mình. Mà không trúng ý mình thì mình ở đó thì là mình cũng nó trở ngại trong lòng mình, còn ta thì có khi ta cũng trở ngại trong lòng của người ta ha. Cho nên là ta làm phòng rồi ta cho nhiều lắm, mà nhắm hoài, nhắm tới nhắm lui hoài mà chưa dám lấy. Vì lấy mà nếu có cái trở ngại trong lòng thôi, chỉ bằng mình đó, ninh vô sự nhi trụ mau ốc, mà mạc hữu sự nhi trụ kim ngọc. Thà là trong tâm mình rất an ổn mà mình ở nhà tranh, còn hơn là mình ở cái nhà vàng nhà ngọc mà trong tâm mình nó có những cái bất bình bất mãn, cái nào vừa mặt mà không vừa lòng đó, nó không sướng bằng, nó không có niết bàn bằng cái mình ở nhà tranh của mình đâu. Vì vậy cho nên là chưa lấy. Chứ không phải là nói người ta không cho là nói cái đó không trúng. Có. Cho nên Như Lai có tất cả đó. Nên biết rằng tất cả pháp mà Như Lai dạy cho chúng sanh không có pháp nào là pháp của Như Lai. Trùng chờ câu này là phải học ghi gốm. Như Lai không có gì hết mà, kể cả cái pháp mà Như Lai dạy cho chúng sanh ấy, không có pháp nào của Như Lai hết đó. Cho nên Như Lai không có cái bí tàng, không có cái ôm đờm về làm việc của mình. Như Lai không có gì hết mà Như Lai có tất cả. Như Lai có tất cả mà không có gì hết. Kể cả cái pháp Như Lai đem ra dạy cho chúng sanh cũng không phải của Như Lai. Cái đạo Phật hay là hay cái chỗ đó. Nhưng không có một chúng sanh nào có khả năng chiếm hữu, khiến cho giáo pháp kia hao mòn suy giảm tí ti nào. Ở trên đây là đâu có cần bí tàng chi, mà không có chúng sanh nào có quyền, có khả năng chiếm hữu được. Chiếm hữu cái gì được mà chiếm hữu? Hư không mà chiếm hữu cái gì? Ai mà ôm mà không được, ai mà nhốt hư không được, ai mà lấy dây mà trói mà cột từng bó đem về cho mình làm của mình được đâu. Chân lý nó cũng vậy. Chân lý không có ai mà ôm đòm đem về làm của mình được hết. Trong đó kể cả Như Lai. Như Lai là người nói chân lý, là người phát hiện chân lý, mà Như Lai cũng không hề cột, hề bó, hề nhốt, hề ôm. Do vậy cho nên Như Lai là gọi là bí tàng thì Như Lai không có. Như Lai lúc nào cũng là mở rộng vòng tay để trang trải cho mọi người. Cái lý luận của nhà Phật sâu sắc như vậy đó, khoáng đạt như vậy đó, rộng rãi như vậy đó. Cho nên là Như Lai không có chúng sinh nào có khả năng chiếm hữu, khiến cho giáo pháp hao mòn suy giảm tí nào. Vì vậy cho nên Như Lai cần chi phải làm cái việc bí tàng chứ. Như Lai không làm cái việc bí tàng mà các ông cũng không chiếm hữu được, mọi người không chiếm hữu được cơ mà. Nói là chân lý mà, hưởng bao nhiêu cũng không hết, thọ dụng bao nhiêu cũng không hết, thì chuyện gì mình phải ôm đồm gọi là cái của mình. Chân lý thì hưởng bao nhiêu cũng không hết, giống như hư không vậy. Bao nhiêu người thở cũng không vì vậy mà thiếu hư không, thì phải chiếm hữu hư không để làm gì? Ôm đồm hư không để cất từng lưu từng hủ, vậy chẳng phải là cái người vô trí ư? Cho nên chân lý thì Như Lai không có cái gì hết. Cho nên Như Lai từng dạy rằng là ta thuyết pháp 49 năm không hề có pháp nào của ta nói. Ngược lại Như Lai cho biết rằng là báo giáo pháp mà ta biết, của ta biết á, nó nhiều như là nước bốn biển vậy. Còn cái giáo pháp mà ta nói cho các ông nghe đó, cho mọi người nghe đó,
là giống như là cái nước ở trong cái dấu chân trâu vậy. Nước được dấu chân trâu mà so với nước bóng biển thì chả có thấm thiết cái gì. Cái mà ta dạy cho các ông 49 năm nó giống như là cái đất vào cái móng tay ra đất nè, giống như cái đất mà dính trong cái móng tay ta nè. Còn cái biết của Như Lai á, nó nhiều như cái đất của quả địa cầu vậy. Tuy nhiên Như Lai không hề có pháp nào là của Như Lai, tại vì Như Lai biết cái chân lý của vũ trụ vậy thôi. Cho Như Lai không có chiếm hữu, mà cũng không ai có quyền chiếm hữu cái đó. Hay vô cùng hay là chỗ đó. Hết giờ rồi.